gian trôi đi mãi, giật mình sẽ phải xa nhau rồi. Mỗi đứa một người, chẳng thể sẻ chia từng vui buồn. Nét mực còn bao thơ ngây khi ta viết lên ước mơ tươi đẹp vừa mới hôm qua, nay lại là trang cuối cùng. Từng nhịp giây phút ấy nghẹn lại trong mi mắt ai tuôn trào, không nỡ buông tay trong lòng vẫn cố lưu giữ. Bao nhiêu khoảnh khắc gắn bó xung quanh thầy cô bạn bè, ngày ban mai lưu luyến mãi nơi đây. Anh đang sân trường em mây đong để trong ta bao kỷ niệm, nhìn những cánh hoa phượng rơi hồi mùa chia tay đã tới. Đã qua tuổi nghịch ngợm hắn trôi hay những vu vơ giận hờn, hát hò trong lớp buôn chuyện không chịu ngồi yên. Hãy nắm tay nhau thật chặt, đừng buông lơi những phút giây này. Dù tháng năm có tàn phai nhưng trong lòng ta sẽ nhớ mãi, nhớ bóng hình thầy cô thân thương dìu dắt chúng ta nên người. Từ tận sâu trong tim muôn lời cảm ơn. Khác xa bao ngày, dừng mắt nhìn quanh, xin đừng trôi qua giây phút này. Tiết học lần cuối ghé đến, theo trang sách kia bỗng nhiên khép lại. Lời chia tay vương vấn mãi trong tim. Anh đang sân trường năm ấy, đong đầy trong ta bao kỷ niệm. Nhìn những cánh hoa phượng rơi, ôi mùa chia tay đã tới. Đã qua tuổi nghịch ngợm ham chơi hay những vu vơ giận hờn, hát hò trong lớp buôn chuyện không chịu ngồi yên. Hãy nắm tay nhau thật chặt, đừng buông lơi những phút giây này. Dù tháng năm có tàn phai nhưng trong lòng ta sẽ nhớ mãi, nhớ bóng hình thầy cô thân thương dịu dắt chúng ta nên người. Từ tận sâu trong tim muôn lời cảm ơn. Nghẹn ngào giữ lấy nụ cười tươi, ngày mai sau sẽ khó kiếm tìm. Cơn gió kia như lặng im, nghe lòng ai đang thao thức. Nên câu tạm biệt tuổi thanh xuân, nơi thắp lên bao hy vọng. Chân trời đang vẫy tay chào, đang chờ đợi ta. Hãy nắm tay nhau thật chặt, đừng buông lơi những phút giây này. Dù tháng năm có tàn phai nhưng trong lòng ta sẽ nhớ mãi, nhớ bóng hình thầy cô thân thương dìu dắt chúng ta nên người. Từ tận sâu trong tim muôn lời cảm ơn mãi mãi. Mãi mãi. Tạm biệt. Cảm ơn em rất là nhiều. Một ca khúc nhạc bế giảng. Mà cá nhân anh nha, thì anh nghĩ em không nên đi theo cái thể loại này. Nó cũ kỹ mà nó bình thường lắm em. Anh Khoa nghe nó giống như phần 2 của mấy bài gì, học sinh thật sự Miu Lê hát á. Cái bài mà tuổi thơ với nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng. Ừ, anh nghe nó giống như là phần 2 của cái bài đó vậy á. Cái cảm giác nó mang lại nó rất là xưa. Bây giờ tụi em có biết là mấy bạn học sinh mấy bài hát gì không? Ta đã ở bên nhau nhưng năm tháng nhập nhằn. You make me feel like I got everything. Đấy, mấy bạn đã đi theo kiểu đó hết rồi. Cái kiểu này anh nghĩ là nó sẽ hơi bị cũ, nó hơi bị outdated. Tuổi Ô Mai thì Tinh Dâu nó xưa lắm rồi nha, thay đổi bỏ cái đó đi. Ok, cảm ơn em. Em cảm ơn Hàng ạ. Cái lựa chọn bài hát này của mình thì tại vì mình cảm thấy trong đầu mình suy nghĩ là cái chủ đề về học sinh này thì không có thí sinh nào, hiếm hiếm khi có thí sinh nào lựa chọn. Cho nên là mình đã
mình đã viết theo những cái cảm xúc của mình về môi trường trường lớp, thầy cô bạn bè, thì có vẻ như là những sáng tác này của mình thì chưa đáp ứng được cái nhu cầu mà muốn mình có một cái gì đó bứt phá hơn của ban giám khảo. Tài khoản VPBank, tinh gọn trọn chức năng, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.